Xin chào mọi người nhá, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Sau bao nhiêu ngày làm gai lím mật, điểm danh lói mồm ra thì khẩu M4 là một Red Dragon đã về kho đồ của mình. Đây là cả set luôn, chỉ hơi nhiều so với quy định nhưng mà không phải xoắn. Ngọc Trinh chị bảo là xoắn cay gì, cứ làm clip đi, anh em xem là sẽ có like, quẩy luôn. Này nó ra rất là lâu đời rồi. Đấy, những thằng nào đứng cạnh mình không bao giờ là biến zombie. Ăn ở tốt mà, đến cái vận khí nó cũng tốt luôn. Úi giời ơi, đi đâu. Có cái lòng giảm thanh là bắn êm phết, rũi hơi đã tài đấy. Úi giời, sao khói đỏ lòi mấy kia. Ra cái chỗ đấy là anh em hơi sai lầm đấy. Lùa bọn zoom ra chỗ đấy quá, anh xơi em đi à. Ủa, phải cờ tràng. Nó đang định bắn điểm trợ đã chết rồi là thế nào. Nào, cố lên. Úi giời, tỉnh mệnh nó nữa, tét cái xẻng cái. Chưa gì đã nằm lăn ra chết rồi thì ai chơi. 2v14. Ôi giời ơi, đúng rồi, anh em mày ra mà sơi hết cái thằng hero kia đi. Cái thằng đấy là thằng hổ báo, chứ mình thì là một thằng yểm trợ nhỏ nhoi thôi. Mình cầm theo khẩu Anaconda là không nên hổ báo. Khẩu ấy bắn hơi chậm. Nhưng nhầm nháy. Ngon đấy. Ôi giời ơi. Ôi em té cho lại, ui giời. Vãi cả hàng luôn. Úp mặt vào sông quê. Em xin. Ngọt sứt. Đây đây, phải nó chắc nó vừa ăn cái bom của mình mà. Đấy, yếu máu ngay. Úi giời ơi, toàn combo thôi. Ăn thế này lại béo rồi. Ôi, ai hi đồ ngốc. Thằng nào cũng muốn mình được có nó. Hóng kinh lắm. Vẫn chạy ngon. Úi giời ơi. Úi giời ơi, định mạnh của tôi rồi kìa. Vãi mày, mày vào đây. Ui, trầu máu lắm. Ăn nó là 2009 mà nó ấn gà thì thôi, thật sự là vào đây là cứ để im cho nó giết thôi. Không một cái cách nào mà chống phá. Chém bình thường thì không mất máu, mà chém đặc biệt thì lâu bọn kia, bọn lâu la nó sơi mình luôn rồi. Thanh niên lên TV, vâng đúng rồi, bạn lên TV đấy, bạn đang bị kích này. Bị kích cũng là lên TV. Một phát kiến rất là mới. Tí nữa thích thì mình lại cho bạn lên lần nữa. Ôi dồi ôi, lần này thì hai đứa biến zoom. Mình xin lỗi nha, ai mà đứng gần mình làm cái gì. Ở đây chắc cũng thấy người sang bắt quàng làm họ đấy. Úi giời. Không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng mà chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Hai con zoom chết đẹp mắt thế không biết. Nằm ngửa đó sao. Định mệnh nữa xanh lè rồi. Vâng, gia tộc xanh lá cây anh lại bắt đầu xuất hiện rồi. Ở đây bành trướng thiên hạ. Úi giời ơi, mất giáp. Vãi luôn. Định mệnh biết cái thằng nó ăn cái gì mà nó với xa thế không biết. Còn cái thằng này nữa nó lại dính chí phèo rồi. Sơi được cái thằng đồng đội của nó, bây giờ nó đuổi cho bằng chết. Thôi mất giáp, em lên đây cho lành. Thỉnh thoảng chỉ lầy một tí mới vui. Chứ cuộc đời cứ nhàm chán, đi săn không sướng. À, ôi hồi sinh. Hút à, mày đi hút à. Này thì thôi hạn con nhà bà Hán lời. Ông cái con nó hút nó chỉ là mồi nhử thôi. Đắng mề. Lại một cái chết hơi ngu. Đây là chết vì ăn. Nào ạ. Được ạ. Ăn được 3.000. Các anh em đi sơi lốt đi, sơi muối lốt đi. Mình nhìn con tia chớp nó xanh lè đen xì thế kia. Mình cảm tưởng một cái tương lai nó không mấy tốt đẹp cho cái thằng hero này. Các bạn chết sớm rồi. Chết sớm thì mình sang trận khác đánh cho nó sướng. Chứ bọn này nó hung hãn quá. Ở lại nữa ông chỉ ăn hành thôi. Ăn hành cả dễ thay cơm ấy. 11k rồi, khoe nó 11k máu nữa. Vâng, bạn ăn hết máu của thiên hạ rồi. Cái phiên bản, cái xẻng này cũng có rất là nhiều phiên bản. Nhưng mà cái xẻng red này rất nhiều anh em sưu tầm. Nhiều ông quay mãi trả ra thì cay. Rồi, đâu rồi. Ui, ngon hay đấy. Úi giời, hay quá. Anh em cứ cảm nhiệt tình lên rồi tí nữa mình làm hero. Mạnh mẽ lên. Định mệnh cái thằng này cứ đứng ở trên đây nó hóng đồng đội. Vãn luôn. Tính vãi ra. Mày có định ăn nữa à? Chứ sư bố nhà mày, sơi được cái giáp rồi thì thôi chứ có định sơi nữa à? Này thì nữa này cay rồi. Rồi cứ đè thằng này ra mình ấy thôi. Ấy tập thể. Cố lên. Hồi sinh. Ôi mày nhá. May mà cái thằng hồi sinh nó chết lâm sàng đấy. Thì bọn này nó mới sống được. Không mà nó phát đấy nó cân 3 rồi. Nữa nào. Quy lực của này bắn mấy cái zoom non này sướng lắm. Úi ôi, một phát chém chết hai thằng.
toàn nhân tố biển thôi. Đề nghị anh em đi thi ai là triệu phú nhá. Chứ ăn kinh quá cơ, ăn hết phần của thiên hạ rồi. Đang đứng chắn đường và cờ. Thanh niên chắc là thằng nãy chết đấy. Ngu cái đấy cầm mà. Anh em hết sức bình tĩnh. Mình cứ chơi như này anh em chửi anh buồn cười chết mất. Liên tục là những tiếng chậm búa vang lên. Người hài quá. Ôi lỡ nào đuổi đấy. Bom. Nguyên cái bom vào mồm. Ngon thơm hơn cả mắm tôm nhá. Lỡ nào. Tơ vừa hồi sinh con này trâu máu đấy. Anh em bình tĩnh nhá. Các bạn cứ đứng mà solo nó đi. Cứ đứng mà solo đây. Đây được rồi. Hay quá. Bàn thờ thất thú. Thất thú 2v11. Đúng rồi. Không có nào nhìn thấy mình này. Ôi trời ơi. Sao anh đứng im cả lũ này. Zip à. Boss kill lộ liễu quá. Thế này là không lên một chút nào hết. Em xin. Dùng đòn bây giờ mình biến hero này đam nó được cộng đam mà. Mấy trăm phần trăm. Đúng rồi ơi. Tỉnh đấy. Một phát lừa nhưng mà không kinh điểm một tí nào hết. Vẫn ăn quả táo. Ô con này tiến hóa kìa. Định mệnh châu máu thật. Phê. Thằng hero kia đã chết nhưng mà không sao. Mình vẫn mang vinh dự về cho dòng dõi hero tốt. Cái gì kìa? 8.990. Hãy chém nhanh. Những cái câu chat nó đầy tính chất làm cho người đọc cảm thấy nghi vấn. Chơi cùng phòng mà có thằng nó chửi hack cay lắm. Cứ sợ ấy. Đâu rồi? Ôi, may quá. Đùa mình chơi rất ít khi nhọ. Còn cái lúc nào nó nhọ nó phải tầm 4-5 trận cơ. Mày chết này. Hay quá. Thanh niên kia tôi lên tivi. Không có định mệnh mình vừa đổi tên rồi mà. Hay là ông nào cũng quay cờ con nhà bà Líp đấy. Bối rối. Ui dồi, em xinh em đứng một mình cũng xinh thôi. Ngon. Nào. Ngon luôn. Ôi, sao không để đập lo. Trận này giúp ai yếu rồi. Nhìn mấy thằng TP nó đẻ zoom ra nó bắn. Cảm thấy thối lòng, thối mề. Ôi hay quá. Đây rồi chứ. Lại nhân tố biển rồi. Đuổi à. Hay đấy. Vào hết đây. Dòng chữ nghi vấn nghe sao thật thiết tha lơi mà. Những cái cò bay lạ như ruộng đồng bao la. Nó cay. Làm clip mấy hôm mới toàn nghi vấn thôi. Biết ăn phải cái gì mà đen thế cũng biết. Và có lẽ đêm nay mình sẽ lập đàn giải hạn cầu may. Hy vọng là sẽ thành công. Ôi vãi cả trường cái gì này. Ôi thanh niên à, chắc là nó rơi cũng lát. Sợ thế. Cứ tưởng hack. Vãi cả trường. Chạy luôn. Ủa trên đây cả má đây. Ray nó kéo nó đi nghìn ngu à. Thế nên gió nó to nó tạt cho thì méo mồm. Vãi cả trường. Hiệp trợ cái. Thằng kia nó mới đi nhuộm tóc về. Nó tưởng nó là dân chơi cơn cả bầu trời. Đuổi kinh quá. Định giết mình đấy. Nhưng mà không em vẫn chưa chút hơi thở cuối cùng được. Vâng là sống dài lắm. Bất an là tuổi thanh xuân. Khi nào mất giáp thì mình mới sang tuổi trung niên được. Rồi có thanh niên trong đây. Nghe tiếng bước chân rất là thình thịch. Các bạn không lên lao ra là cái gì hết. Ăn tham là cuối cùng mà chết ngu ấy thôi. Ông y tá đi ngụy trang à. Ông một thanh niên đang nghiện phim thập diện mai phục. Úi giời ơi. Thôi chúng ta vẫn còn cách xa nhau lắm. Chưa tiến tới hôn nhân được. Nhấp nháy. Bọn này đúng là cái bọn nó giết đồng đội. Bắt đồng đội ăn ấy. Cho con đây lên có cho con nhấp nháy đi tiên phong. Y tá nhìn mình rút xẻng chạy luôn chứ. Hãi. Khẩu súng này nó bắn súng non thì rất là tít. Súng rồng mà nó phải khác biệt. Cố lên. Bọn chạy hay quá. Tơ nhấp nháy mình sợ mình chạy. Bạn kia nó không sợ. Đứt dây thần kinh sợ hãi rồi. Anh cầm quăm gãy anh chém luôn. Sang đây này. Hay quá, con Tư nó chết rồi. Thì bây giờ mình lại tung tăng thôi. Cuộc đời nó lại tươi đẹp rồi. Rồi nó tính thế nhỉ. Cứ tưởng đứng im là nó đứng AFK cơ. Toàn dụ hàng thôi. Ôi mày phải ế. Và đấy còn y tá nó chém sượt. Không là lại chết rồi. Ôi giờ bị ca camo. Em cũng chịu bác. Không sao. Khẩu này cũng được. Không phải mà 60 là ok rồi. Ôi nó lên. Ôi thôi được rồi rồi. Hết sử combo. Đang ngon. Núp đây à. Thôi hero cho lành.
Mày vào đây này, mày vào đây này, mày ăn tao mà ngon à? Ừ. Ừ, ăn một chén thì trả một cục vàng, sướng chưa? Quá tít, được đấy. Sau này mình chơi là cảm thấy có tiềm năng rồi đấy. Anh em dùng bài rất là hung hãn. Một chơi tiền zombie V4 đi kia. Đùa nhau mình vừa đổi tên rồi mà. Sao mấy ông này ông ấy biết nhỉ? Ừ lại còn ông ừ nữa. Đề nghị các bác không đổ thêm dầu vào lửa nhá. Anh em cứ bình tĩnh mà chơi thôi. Ông tí nữa tầm chục, hai chục con zoom nó ra nó dí là em cũng ngoẻo đấy. Đang chơi vui vẻ này, cả nhà cùng vui. Rồi mạnh mẽ này nào tôi. Chết luôn rồi. Hai đứa kìa. Về có gì tâm sự thì về nhà bấu nhau. Đang nơi công cộng cứ úp mặt vào nhau rồi. Tình cảm quá. Bọn tâm nháy mày chạy đâu. Ôi nó vào trong nhà này. Ôi ôi tơ lúp à. Ok thằng KC nó bắn kìa bạn ơi. Thôi thanh niên này bị mẹ mắng úp mặt vào tường hối lỗi. Không thèm cào. Tao cũng chịu mày. Cái định mệnh của nó đứng im luôn rồi. Một thanh niên rất biết nghe lời mẹ. Nào nào nào. Ăn ôi. Rồi ăn nhanh lắm. Ôi chạy rồi hay lắm bạn ơi. Cố lên. Không không ăn thua đây. Hóa lực của bọn chiến binh nó mạnh quá. Ừ, sức tơ của tao chỉ là sức người thôi. Bọn mày chơi này với sức tê giác nó mới ăn được. Nó chém đi. Ô chém đi. Ô thằng này nó trôn mình à. Cái định mệnh nhà mày. Vào đây. Mày này rượu mời không uống, uống rượu phạt. Ông muốn chết cũng không cho chết. Ông trời chớ trêu quá ông trời ơi. Thôi bây giờ em lại chuyển lại em đi giết bọn zombie cho sướng vậy. Đập luôn. Bố láo à. Mày bố láo à. Sao đấy yên cũng giết nó. Cố là đi mấy kêu lẻ làm cái gì. Rồi cố lên nào đây rồi. Em cứ ra dụ con tơ đi. Còn này cái phần việc còn lại nó là của mình. À, cứ mạnh mẽ lên cái này thì vượt bùa pháp ở đầu thôi. Máu nó tóe ra là chả biết cái gì đâu. Nào đây rồi. Úi giời ơi. Đâu tôi xin gợ. À ok. Tớ lại còn đứng im nữa. Cơ hội đâu chỉ có một lần đâu tớ ạ. Mày này. Mày này. Bắn được gì. Con này nó bắn nhanh thế không biết. Rồi rồi không sao không sao. Bo mình đây rồi. Úi giời vẫn chết một đứa. Không phải sợ. Nhấp nháy mà không ăn được kìa. Phí không chứ. Thôi cũng hết trận rồi. Mình cũng dừng clip ở đây nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.